Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, những đôi siêu chép về với những bác khách ở các tỉnh nha. Vâng, đầu tiên là anh Nam, anh ở Viện Kiểm sát Nhân dân Đô Lương. Vâng, một loa chép JBL, một loa chép bây giờ mặt trắng màu đen. Và bên em đang test cho anh Nam nhé. Vâng, lần nữa cảm ơn anh Nam. Vâng, sau là có anh Hiệp, anh ở Lâm Đồng ạ. Vâng, và anh Đạm ở Sóc Trăng ạ. Vâng, và đơn chép bên em này ghép luôn. Vâng, có những cái đơn chép hở này thì là về với anh Hiệp ạ. Và thì bên em cũng test luôn cho ba anh nhé. Vâng, đầu tiên là anh Nam đi ạ. Vâng, đây là tiếng siêu chép, dòng loa chép JBL bãi Mexico. Đặc biệt cái dòng này được sản xuất tại Mexico. Đây là những dòng chép hộp rất là đẹp, dòng chép hỏa tiễn mặt trắng rất là sang trọng. Vâng, bên em đang đóng hàng, có tiếng băng dính thì các bác bỏ qua cho bên em nhé. Đây là tiếng siêu chép, rồi em tắt đi ạ. Vâng, vâng, các bác thấy không ạ? Vâng, tối đi rất nhiều tiếng chép nó hỗ trợ vào, nghe cái bài hát tươi sáng hơn, nó thuyết phục tai người nghe hơn. Vâng, bây giờ em bật lên này. Vâng, đấy ạ. Vâng, thì đó là tiếng siêu chép được hỗ trợ. Cái bản hộp cực kỳ là đẹp. Còn những bác nào phong cách cá tính thì các bác lấy những cái bản mặt hở nhé. Nói chung các cái dòng này là chống cháy tuyệt đối. Các bác có thể đấu đằng sau đẩy hoặc đằng sau lên, công suất lớn không bao giờ cháy. Các bác mua một lần về chơi dùng mãi mãi. Nó chỉ tốn tiền chúng ta đầu tư ban đầu thôi, nhưng để chơi lâu dài thì cực kỳ là tốt. Vì cái dòng này không bao giờ cháy, vì thế chúng ta sự hoạt động nó rất là ổn định và bền bỉ. Và bên này có mấy đôi đây ạ. Vâng, những cái giải thanh âm cao tái tạo tuyệt vời luôn. Em lại tắt đi một lần nữa này. Vâng, nhạc không có chép đấy ạ. Tối đi rất nhiều. Giờ này hỗ trợ vào. Đấy ạ. Các bác lên đeo tai nghe nhé, để được trải nghiệm những cái tiếng siêu chép được hỗ trợ. Vâng, hiện tại đôi siêu chép của anh Nam ở Nghệ An thì đang hoạt động ổn định nhé. Vâng, sau đây em test đến cái đôi của anh Hiệp ạ. Vâng, anh Hiệp ở Lâm Đồng. Vâng, sau đây em xin phép được ngắt video để em thay cái đơn chép của anh Hiệp. Vâng, chúng ta tiếp đến là cái đơn chép của anh Hiệp ở Lâm Đồng, chép JBL hở siêu dị. Vâng, ST200 Plus, đây là bản sản xuất tại Mexico. Vâng, thì cũng là một tiếng siêu chép được hỗ trợ. Vâng, mình làm tắt đi. Vâng, tối đi nhiều không ạ? Vâng, tối đi rất nhiều các bác nhé. Vâng, em hỗ trợ vào đấy. Đấy ạ, các bác nghe giải thanh âm cao, hỗ trợ rất tốt cho một bài nhạc, một bài hát ở những giải cao nhất mà những đôi loa không bao giờ tái tạo được, chỉ nhờ những đôi siêu chép. Vâng, thì anh Hiệp thì phong cách một chút xíu là anh lấy một cái chép mà mặt hở khá là dị, nói chung phong cách bụi bặm. Vâng, phong cách bụi bặm đấy ạ. Vâng, những giải thanh âm cao, tiếng siêu chép được tái tạo tuyệt vời với cái loa siêu chép JBL ST200. Đây là bản sản xuất tại Mexico, đảm bảo hàng bãi zin cho các bác. Vâng, em ta đi các bác nhé. Vâng, hết giải siêu chép. Vâng, em hỗ trợ vào đi ạ. Vâng, em đang đấu bằng trực tiếp đẩy 1000W, 850W một kênh mà những cái đôi siêu chép này không bao giờ cháy. Mặt trắng cực kỳ là đẹp luôn, nhôm nguyên khối cắt CNC đấy ạ. Phía trong này có một cái đầu đạn rất là gấu. Cái này thì được tôn thêm bởi 8 chân sơn đồng, cực kỳ là chắc chắn. Vâng, thì đó là cái siêu chép của anh Hiệp, cũng đang hoạt động ổn định nhé. Vâng, sau đây em sang cái đơn chép của anh Đạm. Vâng, anh Đạm, anh Hưng đi ơi, anh hộ em cái cho em cái đôi chép này cho lên để kiểm tra nốt. Vâng, đôi là cây Kenwood, đôi là cây Kenwood thì em đóng hàng để gửi đi tỉnh đấy ạ.
Còn đây là căn gút là 2 bát 25, cực kỳ là khỏe. Vâng, đây là đơn hàng một cái đẩy WeWood cam 1200 mã đấy ạ. Vâng. Và một cái mic WeWood LA68 đấy ạ. Vâng, bên em đang chuẩn bị gửi đi xa. Vâng, một ngày bên em đóng rất là nhiều hàng các anh nhé. Vâng, bên em sẽ quay trở lại cái đơn chép nữa ạ. Vâng, hàng bên em đi rất là nhiều. Lương tiến bên em lại về các bạn. Ok chứ anh. Vâng, lại một đôi siêu chép của anh Hiệp ạ. Vâng, anh Hiệp ở Lâm Đồng. Cái bản những cái bản siêu chép này thực sự là hàng về tình cảm mới về được. Thì các bác nào muốn sở hữu các bác hãy nhanh tay nhé. Thì thẳng mới về được và có lúc bên em cũng phải hết hàng đấy ạ. Thì đôi khi là vận chuyển về rất là khó. Vâng, đó là chép của anh Hiệp đấy ạ. Vâng, em tắt đi ạ. Vâng. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các cô, ba anh nhé, anh Hiệp, anh Nam và anh Đạm. Vâng, chợ chép đây bạn. Vâng, anh các anh thấy thế nhá, các bác lên đeo tai nghe để chúng ta nghe được những cái giải siêu chép được tái tạo bởi những cái dòng chép siêu dị, chất âm cực kỳ là hay, mịn tơi. Đây là dòng chép hỏa tiễn và được sản xuất tại Mexico. Và có những tiếng băng dính bên em đang đóng hàng thì các bác bỏ qua cho bên em. Vâng, thì ba đơn chép của ba anh đang hiện tại đang rất là ổn định anh nhé. Vâng, sau đây em xin phép được bỏ ra trách nhiệm trong hàng gửi cho anh ba anh sớm nhất có thể ạ. Vâng, sau cùng em thay mặt công ty chúc ba anh và gia đình sức khỏe và chúc ba anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.